tết tiểu con Quintino GV365 đầu tiên có mặt ở cửa hàng em đó, là đặt hai sức chân nha, đó là 365 nặng 240 kg, đây nặng 240 kg, đổi 6 đít nhớt, đổi 6 đít nhớt, số vòng đó là 2400, tốc độ tối đa 24, trung bình 22, nặng 240 kg, có đề đây kèm bấm nút nè, nó sạc luôn. Bà con dây bình quá trời luôn, bà con dây bình lợi hại lắm, à con xài đúng dây bình không, tặng cái đồ cọc bình luôn, lần đầu tiên có mặt cửa hàng nha, rồi mình chạy thử là nó ngon cỡ nào nha, nó quay thử vòng nha, anh thấy nhỏ hơn máy quay được không anh? Thử biết. Quay cho bên chồng chơi thôi. Thấy anh hơi ốm yếu quá, quay nổi không anh? Thử thử. Thử thử không? Thử à. Nhóc Quintino luôn hả? Quintino luôn mà, nhóc chính hãng luôn hả? Alo? Alo? Điện thoại 365. Mấy lít nước? Thôi đổ canh nước thử mấy lít nha. Rồi chú Hiếu rút cái tay quay vô dạo thử vòng coi nặng không? Bự nó nhẹ. Chắc không? Đó. Chỉ cần chạy ép qua tua là nó chạy à. Qua trời máy to. Đây là kích cỡ khi bà con gắn bơm nhân thể nè, có để nè. Cái máy bao nhiêu gắn bu li bao nhiêu nè, đường kính bu li động cơ nè. Động cơ gắn bơm nhân thể á, nếu mà 2.4 á là 200 đến 2 tấc 2. Vô. Còn 2.6 á là từ 2 tấc 2 trở lên giống nhau. Còn 3.2 là phải gắn 2 tấc rưỡi. Đó là công suất của bu li bên máy để xài cho bơm nhân thể. Nè. Quintino 365 rồi đổ dầu thử luôn chứ. 365. Ủa. Đổ dầu luôn hả? Hả? Kể lần đầu tiên có mặt tập thùng mà. Nặng 240 kg. Có đề, nổ có đề mà không đề nha. Có đề là NA, không đề có đề là NB, không đề là NA vậy thôi. Quá đẹp luôn trời. Dài cũng kiếp à. Như cái bụng ngựa vậy. Quintino 365 có đề, có hai mẫu, mẫu có đề không đề nha. 365 nặng 240 kg, 6 lít nhớ, kép nước cho 10 lít quá. Ê, nước nhiều ba lít rồi máy.
3 lít rưỡi. Kép nước. Ờ, 3 lít rưỡi nước đầy rồi. V365 tuyệt đẹp. Có đề, có hai mẫu nha, mẫu có đề, mẫu không có đề. Xách cái tay thỏ à. 365.